lại cái da nó giòn ha, chứ là nó vàng đều con gà nữa. Thì cứ như vậy mình cứ xối lên cái da rồi mình lật qua lật lại mình chiên cho nó đều, nó vàng con gà là coi như là thành công. Nhìn con gà bây giờ nó. Xin chào cả nhà đang xem kênh ẩm thực Singapore Kim Dung Vlog. Hôm nay Dung làm món gà quay chảo nha cả nhà. Ở đây Dung mua được một con gà khoảng tầm 1,5 kg. Gà này Dung mua ở siêu thị 8,5 đô một con á cả nhà. Dung đã làm sạch sẽ rồi, mổ cái bụng nó ra, rửa qua chanh muối rồi nha cả nhà. Ở đây thì có một ít gừng sắc lát, hai củ hành tây sắc ra khoảng tầm như vậy. Bên này thì một ít muối tôm, nếu mình không có muối tôm thì mình có thể sử dụng muối trắng. Ở đây Dung xài là một muỗng ăn canh muối tôm, một muỗng ăn canh bột nêm, một muỗng ăn canh bột ngọt, nửa muỗng bột tỏi. Cái loại bột tỏi Dung dùng là loại hiệu này nha cả nhà. Tiếp theo thì Dung có thêm một ít hạt màu dầu điều, Dung đã thắng ra rồi á cả nhà. Mình dùng cái hạt màu dầu điều mình ướp lên con gà cho cái da gà nó lên màu cho nó đẹp. Kèm theo một ít tương ớt nữa cho màu da gà nó lên đẹp. Đây thì cái tỏi phi, Dung phi nó không có vàng nha cả nhà. Phi như vậy để mình ướp vô gà mình chiên rồi nó vừa. Thì nguyên liệu Dung đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Dung mời cả nhà cùng xem video, xem Dung thực hành món gà quay chảo nha. Mình sẽ chuẩn bị một cái nồi. Thì Dung sẽ sắp hết cái hành tây này vô cái nồi nha cả nhà. Cho cái máy lắc gừng lên trên mặt ha. Rồi, coi như công đoạn này xong thì mình để cái nồi này qua một bên. Tới công đoạn mình sẽ ướp gà nha cả nhà. Cái hạt màu dầu điều lên con gà ha. Mình thoa lên cho con gà của mình cái da nó có màu nha cả nhà. Nếu mà mình không có hạt màu dầu điều á, thì mình sử dụng cái nước tương, mà nước tương đậm đặc cũng được nữa, thì nó cũng lên cái màu. Ở trong cái phần bụng này Dung không có thoa màu dầu điều nha, mình chỉ thoa ở ngoài da thôi. Để thoa lên cái tương ớt lên cái da luôn. Cái tương ớt này thì nó cũng không có cay lắm. Nếu mà nhà mình có người ăn cay được thì mình làm cái loại tương ớt cay cay. Còn nhà Dung thì anh nhà Dung ăn cay không có được nhiều nên cái loại tương ớt này nó cũng ít cay. Mình thoa lên như vậy thì con gà mình nó có cái màu rất là đẹp. Sau khi Dung đã thoa đều cái con gà rồi ha, thì Dung sẽ lật cái mặt gà lại. Bột ngọt nè, bột nêm, muối tôm với lại bột tỏi Dung sẽ trộn đều lên. Lên xong rồi Dung cho cái tỏi với lại tỏi phi này vô luôn. Thì mình cũng trộn đều lên ha. Rồi Dung sẽ cho hết vô bên trong của cái con gà nè. Mình ướp mé trong của con gà nha.
Để đây cho con gà mình nghỉ xả hơi, giống như mình ướp cho nó thấm á cả nhà. Để đây khoảng 30 phút nha cả nhà, 30 phút rồi mình quay lại. Con gà mình ướp đã được 30 phút rồi. Thì đây là một cái nồi hành tây với lại gừng ha. Dung sẽ cho con gà vô đây để hấp nha cả nhà. Dung lấy cái đầu nó mình quặt lên vậy nha cả nhà. Sẽ đậy nắp lại để mà luộc nha cả nhà. Thì Dung sẽ luộc với cái lửa rất là nhỏ luôn để cho con gà của mình cái hành tây nó ra nước á, thì con gà mình nó bốc hơi, con gà mình nó chín nha. Từ từ sau khi mình luộc con gà được 5 phút rồi á thì Dung sẽ dỡ nắp ra chở cái bề lại nha cả nhà. Con gà này nó nhỏ 1,1 kg thì Dung sẽ luộc với chế độ là không nước á, thì mình luộc trong vòng 15 phút với lửa nhỏ nhỏ. Đây là con gà Dung luộc bằng cái củ hành không có chế nước vô thì cái hơi nó lên từ từ. Con gà bây giờ đã chín rồi đó cả nhà. Tổng thời gian là 15 phút. Bây giờ mình bắt đầu chiên gà nha cả nhà. Dung cho vô chảo dầu ăn nè. Cho nhiều nhiều dầu ăn nha cả nhà. Mình chiên cái này thì dầu ăn nhiều nhiều mình chiên cái con gà của mình nó mới ngon. Lấy đôi đũa thử cái dầu nó nóng ha, thì trong lúc mình chờ đợi cái chảo dầu nóng á thì cái con gà của mình nó cũng nguội rồi, gà nguội mới chiên được nha cả nhà. Bây giờ dầu nóng rồi, Dung cho con gà vô chiên nè. Con gà này Dung chiên với cái lửa rất lớn luôn, chiên trong khoảng tầm 10 phút thì nó cũng chín á. Vì trong lúc mình chiên á, thì mình chở mặt qua thường xuyên, chở qua rồi lại chở lại, rồi quay vòng vòng con gà để cho con gà của mình á, cái độ da với cái độ thịt nó vàng đều ha. Nếu mà mình không có chở đều tay á, thì nó dễ bị khét lắm, cái công đoạn này nó dễ bị khét gà lắm nha cả nhà. Nhìn con gà nó vàng mà nè, cũng sắp được rồi, nhìn rất ngon luôn, cái da nó nứt ra rồi. Dung sẽ dùng cái giá mình múc cái dầu nóng này mình chế lên cái da của con gà đó, chế nhiều nhiều lên cho cái da nó phồng với lại cái da nó giòn ha, chứ là nó vàng đều con gà nữa. Thì cứ như vậy mình cứ xối lên cái da rồi mình lật qua lật lại mình chiên cho nó đều, nó vàng con gà là coi như là thành công. Nhìn con gà bây giờ nó vàng đều rất là hấp dẫn luôn cả nhà. Xin chào cả nhà. Cái con gà quay chảo chín rồi cả nhà ơi. Giờ mời cả nhà ăn cơm cùng Dung nha. Dung ăn kèm với lại cơm cả nhà ơi. Cơm Dung nấu dạng như bánh nhiều lần á, nồi cơm điện nó có một lớp cơm cháy cả nhà. Ăn rất là ngon luôn, Dung rất là thích ăn cơm cháy. Nhưng mà nấu nồi cơm điện thì mình phải bấm qua nhiều lần nó mới có được cả nhà. Đây Dung chấm với lại muối tiêu nha cả nhà. Đây Dung nặng chanh vô, dắt cái chanh vô. Gà mình chấm muối tiêu chanh ăn đó thì nó ngon nhức nách luôn á cả nhà ơi. Con gà này Dung mua ở siêu thị là 8 đô rưỡi nha cả nhà, 1,1 kg. Thôi bây giờ Dung mời cả nhà ăn cơm cùng nha. Dung ăn miếng cơm trước cả nhà ơi, đói bụng rồi.
miếng tôm cháy, tôm cháy nó giòn á. Để hồi nó hết giòn cả nha. Bây giờ Dung sẽ cắt con gà ra nha. Gà nó ngon quá cả nhà ơi, nó không có bị khô. Cắt cái giò ra đi. Nè cả nhà, cái thịt bên trong nó rất là ướt luôn. Mình quay bằng chảo gì ăn cho nó tiện cả nhà, nó mình khỏi có phải tốn mất công lò nướng đồ ha. Đó, hai mặt thì nó như vậy đó cả nhà, màu nó lên cũng rất là đẹp luôn. Bây giờ Dung chấm muối tiêu, mời cả nhà ăn một cái đùi trước nha. Ngon quá cả nhà ơi. Dung mời cả nhà nha. Gà nó cái thịt nó ướt á, không có bị khô. Nhưng mà cái lúc mà Dung quay xong á thì Dung để lên cái giấy thấm dầu á, nó cũng rõ dầu xuống bớt rồi. Bây giờ ở trong đây bây giờ nó cũng bớt dầu rồi cả nhà. Nè, nó cũng bớt dầu rồi. Gà ngon quá. Ướp nó thấm cả nhà ơi, ngon quá. Ngon quá cũng rồi. Cái thịt gà nó rất là mềm luôn. Mà nó ướt nó ăn ngon. Cực kỳ ngon cả nhà. Cái cánh Dung cắt luôn, có đi ra luôn cái ức luôn cả nhà, rất là ngon luôn. Rất là ngon cả nhà ơi. Tính ra cái thời mà hồi xưa nấu củi cả nhà, vậy mà cơm ăn ngon. Còn bây giờ ăn mà cơm vậy Dung thấy cái gạo á nấu không có giống ngày xưa nữa. Cái hộp cơm á khi nó chín lên nó không có giống như ngày xưa. Ngon quá. Ngon quá.
Hồi nãy á là cái da gà á, nó rất là giòn luôn nha cả nhà, nhưng mà tại vì Dung để một hồi á rồi cái mới ăn á, cái nó cho nó nguội á rồi cái nó bớt giòn cả nhà. Mình dùng cái hạt màu dầu điều á, mình thoa lên rồi kèm tương ớt nữa, con gà nó ra cái màu vàng như này rất đẹp luôn cả nhà. Mình dùng nước tương nha, thì cái da của con gà nè nó ra cái màu nó hơi sậm chút chứ nó không có vàng giống như con gà của Dung làm đâu, cho nên là cả nhà muốn màu đẹp á mình sử dụng cái màu dầu điều á, cái hạt màu dầu điều mình ăn nó cũng không có gây hại cho sức khỏe cả nhà, cái đó là từ thiên nhiên. Dung là đặc biệt Dung nấu ăn là Dung không có xài cái màu gạch tôm, cái màu gạch tôm nó ăn nó rất là hại cho con người luôn, Dung không có ăn mấy cái màu gạch tôm. Dung mà đi quán tiệm mà Dung thấy mà mấy đồ ăn mà màu đậm lè đậm lét ha là Dung không có dám ăn. Nhiều khi mình quen biết với người ta, mình biết người ta nấu người ta không có bỏ màu gạch tôm á thì mình mới ăn, chứ cái màu gạch tôm nó gây hại lắm á cả nhà. Tại vì người ta nói cái màu gạch tôm á là cái chất hóa học, ăn nhiều quá nó sẽ gây tới ảnh hưởng tới trong cái bộ phận ở trong đường ruột mình đó cả nhà. Dung á thì cũng không phải là nấu ăn giỏi mà Dung cũng học học ở trên mạng cả nhà, thấy cái nào mình ăn nó tốt cho sức khỏe mình mới dám ăn, tại vì mình ngày mình lớn tuổi đâu có sức khỏe mình nó đâu có còn giống như là thanh niên trai tráng trẻ trung đâu. Dung năm nay cũng 41 tuổi rồi, sắp 42 tuổi rồi ít gì nữa, cho nên là ăn uống Dung cũng nhìn theo cái chế độ lên cả nhà. Cái nào mà ăn á mà mình cảm thấy á nó không có ảnh hưởng tới sức khỏe mình á thì Dung mới dám ăn. Không phải là mình sợ cái chuyện mà cái chuyện sống còn là cái chuyện đó là cái chuyện lẽ thường đương nhiên, nhưng mà nếu mà mình ăn đồ ăn á mình biết cẩn thận á thì nó không có bị bệnh bậy cả nhà. Nếu mà bệnh bậy á mình nằm xuống đó á rồi cái mình báo hại người thân của mình lo cho mình á, rất là khổ cho người thân của mình. Nhiều khi cái lúc mình ăn á ngon mình đâu có nghĩ tới cái món ăn đó nó độc hại đâu, cho nên là Dung rất là quan trọng. Ai nói gì nói chứ Dung nấu ăn á Dung phải coi kỹ cái nào được mới nấu, chứ nấu mà mấy cái mà ăn mà có hại sức khỏe là Dung dám ăn. Cả nhà ơi, video của Dung đến đây cũng xin được tạm dừng nha. Thì ăn được nửa con gà với lại một chén cơm nó hơi đầy cả nhà, mà cơm mà nấu khô á ăn nó rất là no luôn, tại vì Dung muốn cho nó có cơm cháy á, cho nên là bấm qua nhiều lần cái hộp cơm nó khô lắm cả nhà, ra cơm cháy á ăn bây giờ nó rất là no. Nếu mà không có chén cơm thì có thể Dung ăn hết con gà, bây giờ có chén cơm thì ăn nửa con gà thôi nha cả nhà. Dung cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian xem hết cái video của Dung nha. Cả nhà
yêu quý kênh, đăng ký ủng hộ Dung với. Dung cảm ơn rất là nhiều. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà mình ở video tiếp theo nha. Bye bye.